Thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Côn Đảo đã phát huy vai trò của mình trong triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi nhằm tạo điều kiện cho người dân có nguồn vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn huyện. Để giúp các hộ khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn huyện Côn Đảo tiếp cận được với nguồn vốn vay ưu đãi, đặc biệt sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, Phòng Giao dịch Chính sách Xã hội huyện đã phối hợp với các tổ chức hội đoàn thể xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn vay chặt chẽ. Thông qua 20 tổ tiết kiệm và vay vốn của các hội đoàn thể, quá trình khảo sát và lựa chọn cho các hội viên vay vốn được xét duyệt cẩn thận, đúng đối tượng, đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, mang lại thu nhập cao, ổn định cuộc sống. Từ khi vay tới nay thì những cái hộ nghèo thì đã được thoát nghèo hết. Và những cái hộ kinh doanh thì đã phát triển kinh tế, là người ta từ những cái hộ nghèo bây giờ người ta thành những hộ khá giả. Cũng có thường xuyên đi kiểm tra, coi cái mục đích vay có đúng với cái mà người ta, ngành nghề để người ta đăng ký mà sử dụng mục đích hay không. Và trong những thời gian qua thì trong những cái mùa khó khăn của Covid thì cũng được nhờ sự hỗ trợ của ngành chính sách mà nhiều người buôn bán cũng vượt qua được khó khăn. Tính đến thời điểm này, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã triển khai 5 chương trình ứng dụng chính sách của chính phủ cho 935 hộ vay với tổng dư nợ gần 57 tỷ đồng. Qua đó đã giúp người dân có nguồn vốn kinh doanh, giải quyết việc làm, vay vốn, gắn hệ thống nước và xây dựng công trình vệ sinh. Chính sách về may mặc và kinh doanh vải vóc, nên là từ cái chỗ có được cái nguồn vốn của ngành chính sách thì chúng tôi cũng phát triển nó thuận lợi hơn, cũng nhờ cái lãi suất thấp của nó nữa, thành ra là cái nền kinh tế gia đình tại Côn Đảo nó phát triển ngày một phát triển nó ổn định hơn và nói chung phát triển thấy nó bền vững. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều hộ gia đình kinh doanh ngành nghề du lịch dịch vụ bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã tạo điều kiện cho 20 hộ dân vay vốn để đầu tư phát triển sang các lĩnh vực khác với số tiền hơn 1 tỷ 400 triệu đồng. Thì thông qua cái ngân hàng chính sách này thì qua hộ nông dân tôi có vay 70 triệu đồng để về để nâng cấp sửa chữa xe để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Cùng với các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, chính sách tín dụng ưu đãi cũng là một phần quan trọng trong chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, góp phần cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống cho người dân huyện Côn Đảo.